các hãng taxi không tiếp nhận tài xế vi phạm chặt chém khách Nhật. Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các hãng taxi chấn chỉnh rà soát hoạt động sau vụ du khách Nhật bị chặt chém 1,2 triệu đồng cho 7 km. Hành vi của tài xế taxi này là hành vi gian dối, gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của thành phố nói chung và hoạt động taxi nói riêng. Hiệp hội vận tải taxi thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận tài xế chặt chém du khách đã bị sa thải. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu các hãng taxi trong hiệp hội không tiếp nhận tài xế taxi này. Ngoài ra, ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục xử lý. Sau sự việc trên, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cũng đã ra thông cáo báo chí về việc hãng taxi của tài xế trong vụ việc đã sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại gần chung với hình ảnh nhận diện của Sài Gòn Tourist Group, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.